Hôm nay sẽ học cái bài về hỏi là bạn sẽ đi bằng cái phương tiện gì. Thì sau đây mình sẽ đọc cái đoạn hội thoại này để cho bạn có thể hiểu được. A nói: "I hear you are leaving for Bhutan tomorrow." B nói: "Yes, I am. How are you going?" "By train. I've been to Bhutan by plane before." "I see. Do you want to enjoy the scenery?" "Yes, I do." Ở đây mình sẽ dịch cho các bạn hiểu như sau. How are you going? Bạn đi bằng cái phương tiện gì? Hay là anh đi bằng phương tiện gì? I hear you leaving for Bhutan tomorrow. Tôi nghe nói anh sẽ đi Bhutan vào ngày mai. Yes, I am. Là vâng, đúng vậy. How are you going? Anh đi bằng phương tiện gì? By train, đi bằng tàu tàu hỏa, đi bằng tàu lửa. I've been to Bhutan by plane before. Trước đó tôi đã đi đi Bhutan bằng bằng máy bay. I see. Do you want to enjoy the scenery? Tôi hiểu. Anh muốn ngắm cái phong cảnh ở đó. Vâng. Yes, I do. Vâng. Đúng thế. Ở đây chúng ta có những cái từ vựng sau đây. Scenery là phong cảnh. Bus là xe buýt. Train là tàu lửa, tàu hỏa. Và cái buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ở đây thì chúng ta có những cái cấu trúc. Chúng ta cần phải nhớ cái câu này. How are you going? Bạn sẽ đi bằng cái phương tiện gì? Chúng ta sẽ trả trả lời bằng cách là dùng by cộng với cái phương tiện. Đấy. Nếu mà ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm nữa, đó là đối với cái dạng câu hỏi mà có do này, đối với dạng câu hỏi có do cộng với chủ ngữ thì chúng ta phải trả lời là yes hoặc là no. Đấy. Và chúng ta nhớ dùng ba cái cụm từ này, ba cái từ từ vựng này: scenery, phong cảnh. Đấy. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.